Chào các bạn, hôm nay mình sẽ vào bếp. Đây là món ốc nhồi thịt với tôm nướng sa tế nha các bạn. Đây là thịt mình bầm rồi, còn đây là ốc. Ốc phải bự như vậy nè, ăn nó ngon. Với lại ốc phải sống nha các bạn. Còn tôm này tôm phải tư, mà tôm này mình cũng đã rửa rồi hết nha các bạn. Ốc cũng vậy luôn. Còn đây, đây là củ hành với lại sả với ớt với chanh với tỏi. Còn đây là cái cọng sả mình đã đập ra rồi, để một chút mình nhét vô ốc nha các bạn. Còn đây là gia vị này để mình nêm đồ ăn nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy ốc đem luộc trước nha các bạn. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là phải đập luộc cho nó sơ sơ thôi, chứ luộc chín là nó không có ngon. Rồi mình sẽ đi luộc ốc. Mình để đây trước để mình bật lửa. Rồi, ok, lửa xong rồi nha. Đây luộc cho nó sơ sơ thôi. Ướp tôm trước nha các bạn. Để ốc luộc ở đó một chút nó chín rồi để mình có thể là lột vỏ dễ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ướp tôm. Mình không cần lắc, sẽ chút một miếng vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm bé tôm của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ muối vào. Muối các bạn phải nêm cho nó vừa ăn thôi nha các bạn. Nêm nêm thôi. Đúng rồi. Rồi. Sẽ cho bột ngọt vào. Mình sẽ cho bột ngọt vào nha các bạn. Bột ngọt mình cũng phải để giống muối luôn, để một ít thôi. Có khoảng bao nhiêu đây là đủ nha. Đóng lại. Rồi bây giờ mình sẽ nêm đường. Để mở hộp. Trời ơi nó cứng. Đường mình cũng để tương tự vậy luôn. Đóng lại. Mình sẽ ướp nha. Rồi. Mình trộn mấy con tôm lên cho nó đều nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để cái này lại chỗ cũ. Bưng cái này lại đặng. Rồi mình để cho nó nguội nguội một chút nữa mình mới lỡ ra cho nó dễ. Chứ nó nóng quá lỡ cũng không có được. Sẽ trộn. Mình sẽ lấy ốc nha các bạn. Ốc cũng đã nguội rồi. Mình
chỉ lễ phần đầu thôi, phần đít thì mình không có lấy. Ây da. Ok. Lễ như vậy nha các bạn. Cái này mình để này mình quên đi. Mình sẽ bỏ vô cái tô. Cái con sau thì mình cũng làm y rang vậy thôi. Mình sẽ lấy cái này mình để qua một bên nha các bạn, để mình có thể bằm mấy bạn ốc với lại thịt. Và bây giờ sẽ lấy ốc để lên. Mình lấy là ba em một chút thịt. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái dao, mình sẽ bằm. Bây giờ mình sẽ nêm. Đầu tiên mình sẽ cho muối vô. Một ít muối thôi, mình sợ là nó mặn thì để ít muối. Tùy theo các bạn ăn mặn thì cứ để nhiều. Mình chỉ để một ít thôi. Giống như mình nêm nếm tôm hồi nãy á. Mình sẽ để đường. Cái này thì mình cũng sẽ để luôn. Là món này chúng ta không có cần hạt nêm nên mình không có lấy. Rồi. Mình sẽ rắc tiêu vô nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào ăn vô để làm cho nó không có, để cho nó không có bị dính với nhau, nó sẽ mềm hơn. Với lại một lát mình trộn nó sẽ không có dính tay nha. Rồi bây giờ mình sẽ để mấy cái này vô để mình trộn với thịt luôn. Để vô hết luôn. Đó, bây giờ mình trộn lên nữa nha.
bây giờ nè, mình đã làm thịt xong rồi, bây giờ mình sẽ để mấy cái giò ốc lại chứ không có bỏ nha. Mình sẽ lấy mấy cái cọng xả này mình sẽ nhét vô. Mình phải bẻ cong lại nha các bạn, bẻ cong lại rồi nhét vô đó như thế này. Rồi sau đó mình sẽ lấy hạt mình để vô. Yeah. Ăn cái này các bạn thấy nó làm lâu á, nhưng mà ăn nó sẽ rất là ngon. Rồi đã xong các bạn. Còn một miếng thôi là mình sẽ làm hết luôn. Rồi nha các bạn, đây rồi các bạn ơi, mình đã chuẩn bị xong rồi, than cũng xong luôn, lò cũng xong rồi, nên là mình sẽ bưng mấy cái này xuống nướng nha. Rồi bây giờ mình sẽ trước, tại vì ốc nó lâu chín hơn, tại nó có cái sẽ gấp tôm mỗi lần luôn nha. Gấp tôm bó lên luôn, nướng chung một lượt nha các bạn. Xây dựng để cho nó chín chín một lát rồi mình mới gấp thêm. Rồi mình sẽ chở nha. Rớt con tôm. Cũng có vài ba con sôi sôi nè ha các bạn, cũng chín nè.
chở tôm đó nha, chứ không là chở ốc không mà chở tôm nha. Sẽ đợi cho nó chín một chút, mình sẽ thưởng thức cho các bạn xem nha. A few moments later. Nó hấp dẫn chưa? Rồi mình sẽ ăn thử để mình đánh nha, cho các bạn ăn, để cho các bạn làm ăn thử luôn nha. Vậy mình sẽ lấy cái muỗng cho. Mời các bạn ăn nha. Đây, sẽ giật cái cọng này lên là nó sẽ lên cái cục này. Đó, cái là còn dư nữa để mình nuốt cái luôn. Okay. Mình răng rồi cái hàng ngang của mình nha. Mình sẽ chấm một ớt này chung con. Nó là ngon. Đây các bạn. Tụi mình làm, tụi mình ăn luôn, rất là ngon nha. Chúc một bạn nữa. Hôm nay nè, mình nếu mà mình muốn tiện thì mình sẽ nhét tỏi vô, nhét cái cọng này vô để ăn, mình dịch lên là cái cục thịt nó sẽ lên luôn. Ra nha các bạn, còn nóng hỏi luôn đây nha. Mời các bạn cùng mình nha. Mình sẽ ăn thử và bạn tôm nha. Tôm thẻ là mình không cần lột vỏ luôn. Nè các bạn, rất là ngon nha các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Ở nhà các bạn thử làm để ăn rất là ngon luôn á. Nếu như các bạn thấy video này hay
Nói cho mình một bữa ăn, một năng kính, một chia sẻ, ứng vào cái chung để mình có thể có động lực làm nhiều video hay hơn nha các bạn. Bye bye, giờ mình phải kêu ba mẹ mình được ăn thôi.